xuất hiện đôi nam nữ thản nhiên nếu nều trước mặt bé gái giữa ban ngày ở công viên tại Hà Nội. Mặc kệ bé gái khoảng 2-3 tuổi đang ngồi bên cạnh, đôi nam nữ vẫn thản nhiên có những hành động nhún nhảy gây nhức mắt. Vào chiều qua, cộng đồng mạng đang chuyển tay nhau bức ảnh được ghi tại công viên Thủ Lệ giữa ban ngày ban mặt. Mới đây, một khoảnh khắc nhức mắt của cặp đôi tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội được chia sẻ trên các diễn đàn Facebook đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Theo đó, trong bức ảnh là một đôi nam nữ trẻ thản nhiên nhún nhảy ở công viên giữa ban ngày. Đáng chú ý, bên cạnh cặp đôi này có sự xuất hiện của một bé gái tầm 2-3 tuổi đang xem điện thoại. Những hình ảnh ngay sau khi vừa lan truyền đã khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc bởi sự thiếu ý thức của cặp đôi trẻ này. Theo phản ánh của nhiều người dân thường xuyên đi dạo ở công viên Thủ Lệ, họ thường xuyên phải chứng kiến những màn nhún nhảy bất đắc dĩ như thế này và rất khó chịu. Nhiều ý kiến của cộng đồng mạng tỏ ra rất bức xúc. Hiểu nghĩ không hiểu nghĩ gì luôn, hết chỗ hay sao, làm bố mẹ rồi mà, hay là bồ bịch nhỉ? Bồ bố mẹ thì rảnh đâu mà làm trò. Bồ thì rủ nhau đi chỗ kín kín, mà chơi mẹ đi, nơi công cộng cũng làm được, chả hiểu thèm đến đâu. Còn nhỏ mà còn làm như vậy. Còn nhớ, cách đây ít lâu, mạng xã hội cũng lan truyền clip một cặp nam nữ hồn nhiên giải tỏa giữa công viên tại Định Công ở Hà Nội khiến rất nhiều người bức xúc. Tận dụng không gian xanh tại các công viên, nhiều người thường đến đây để hít thở không khí trong lành, tập luyện thể thao. Tuy nhiên, vì là địa điểm công cộng lại thiếu sự quản lý chặt chẽ nên đã xảy ra nhiều thực tế rất phản cảm. Theo những người dân ở gần và người đi đường chứng kiến cho biết, cặp nam nữ đi xe SH tới công viên Định Công vào buổi sáng. Lúc đầu, hai người hành sự ở bên trong khu vực có chòi mái che. Nhưng vì nhiều người qua lại nên cặp đôi giả vờ đứng dậy, đi ra ngoài, ra sát đường, nhìn ngó xung quanh không có ai. Cặp đôi tiếp tục lại có hành động giải tỏa một cách rất thản nhiên. Sau khi đoạn video được phát tán trên các diễn đàn, đôi tình nhân trên đã nhận đủ lời từ cư dân mạng. Theo một luật sư, hành vi của cặp đôi trên theo pháp luật thì không vi phạm, nhưng lại vi phạm về phạm trù đạo đức, lối sống, và mức phạt này cũng rất nhẹ, chỉ ở tầm 100.000 đồng đến 300.000 đồng, tội gây rối trật tự công cộng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!